rút ngắn thời gian. Nhiều trường hợp được cứu sống bằng trực thăng. Với cái quãng đường đi bằng đường bộ có thể mất 3-4 tiếng, thì đi trực thăng có thể mất 1 tiếng. Hàng loạt bệnh viện mới đã xây bãi đáp. Và đây cũng sẽ là một cái điểm để chúng ta phát triển cái cấp cứu khu vực nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho sức khỏe cán bộ nhân dân. Nhưng cấp cứu bằng trực thăng liệu có khả thi? Vâng, từng tích tắc khi mà cần phải cấp cứu bệnh nhân được coi là thời gian vàng. Và để tận dụng được lượng thời gian vàng này thì mới đây, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt hàng Trung tâm cấp cứu 115 và Hội đột quỵ thành phố triển khai mạng lưới cấp cứu đột quỵ chuyên biệt. Trong đó thì sẽ tính đến việc sử dụng máy bay trực thăng làm phương tiện. Thực tế thì tại Bệnh viện Quân y 175, thời gian qua đã cứu sống được nhiều trường hợp cấp cứu bằng hàng không. Bệnh viện cũng đã thử nghiệm thành công chuyến bay trực thăng cấp cứu với bãi đáp ở ngay Viện Chấn thương Chỉnh hình của bệnh viện. Viện Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Quân y 175, chuyến bay cấp cứu bằng trực thăng đầu tiên đáp trên tòa nhà bệnh viện được thử nghiệm thành công, rút ngắn thời gian khi không còn vận chuyển từ sân bay Tân Sơn Nhất vào bệnh viện. Máy bay sẽ đáp thẳng về bãi đáp trực thăng nằm ở ngay trên nóc tòa nhà của Viện Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Quân y 175. Và sau đó thì bệnh nhân sẽ được đưa xuống cấp cứu ngay ở dưới này, tạo điều kiện tốt nhất cho quá trình cấp cứu của các ekip bác sĩ khi bệnh nhân. Việc thử nghiệm thành công đáp trực thăng ngay trên nóc của viện đã mở ra triển vọng đề án cấp cứu bằng trực thăng. Có điều kiện để phát huy mạnh mẽ hơn nữa cái khả năng tác chiến, khả năng giải quyết tất cả những tình huống sự cố y tế cần thiết. Và đây cũng sẽ là một cái điểm mà để chúng ta phát triển cái cấp cứu khu vực nhằm đảm bảo phục vụ tốt cho sức khỏe cán bộ nhân dân ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, cấp cứu bằng đường không là nhu cầu thực tế không chỉ của thành phố mà còn của các tỉnh lân cận. Hiện Sở Y tế cũng đã tính đến phương án liên kết để đa dạng loại hình cấp cứu với mục tiêu tranh thủ thời gian vàng cấp cứu người bệnh. Trung tâm cấp cứu của Bệnh viện Quân đội 105 sẽ gắn kết với Trung tâm cấp cứu thành phố để phát huy hơn nữa cái hoạt loại hình này. Tuy nhiên thì đây là một loại hình mà đòi hỏi một sự nguồn lực khá lớn. Chúng tôi sẽ phát huy cái cách bằng cách liên kết phối hợp với Bệnh viện 105 để triển khai trong thời gian sắp tới. Sự liên kết kỳ vọng sẽ hình thành một trung tâm cấp cứu đa năng, một chuyến bay cấp cứu chính thức đáp trên bệnh viện trong thời gian tới đang được các đơn vị xúc tiến. Không chỉ cấp cứu bệnh nhân, đề án cấp cứu bằng trực thăng còn kỳ vọng vận chuyển ghép tạng và các trường hợp khẩn cấp mà các nước trên thế giới đã áp dụng. Hiện nay thì đề án cấp cứu bằng trực thăng tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang được lấy ý kiến để thống nhất giữa các đơn vị quản lý hàng không, các bộ phận điều hành mặt đất để phân tuyến đường bay an toàn. Tuy nhiên thì ngoài hoàn thiện đề án thì các ý kiến chuyên môn cũng cho rằng là việc trang bị máy bay trực thăng chuyên dụng cho cấp cứu thì cũng rất là quan trọng để thực hiện được đề án này lâu dài. Sau đây là ý kiến của sư đoàn 370, đơn vị trực tiếp phối hợp với các bác sĩ quân dân y tổ chức thành công các chuyến bay cấp cứu từ đảo xa về đất liền. Lực lượng của chúng tôi, trung đoàn trực thăng quân 97 thì ngoài cái nhiệm vụ thường xuyên bay huấn luyện đào tạo thì cái nhiệm vụ chính của chúng tôi là bay tìm kiếm cứu nạn, vận chuyển và A2. Khi nhận được thực hiện chuyến bay nhiệm vụ cấp cứu như vậy thì bản thân chúng tôi luôn luôn xác định tốt cái nhiệm vụ của mình và đem hết cái khả năng, cái tinh thần, trách nhiệm cũng như là cái khả năng của bản thân để làm sao mà thực hiện cái chuyến bay tốt nhất, đem lại cái hiệu quả cao nhất. Nhiều năm qua, rất nhiều chuyến bay cấp cứu được sư đoàn 370 thực hiện thành công, góp phần đưa người bệnh là quân nhân và người dân ngoài đảo xa về đất liền. Vì vậy, khi có đề án cấp cứu bằng trực thăng, đại diện sư đoàn cho rằng là một trong những vấn đề thiết thực để tranh thủ thời gian vàng cứu người bệnh. Tuy vậy, cần trang bị thêm trực thăng chuyên dụng cho đề án. Chúng tôi nghĩ rằng ấy là nó cũng hết sức là thiết thực trong cái ngành y tế. Người ta nói cái giờ vàng ấy thì cũng khi mà có những cái trường hợp khẩn cấp và tính từng phút ấy, thì về đấy nó sẽ đáp ứng được. Tuy nhiên để thực hiện được cái nội dung này ấy, thì tôi thiết nghĩ rằng đối với Viện Quân y 175 cũng cần phải báo cáo Thủ trưởng Bộ Phòng có cái đầu tư thích đáng, đó là trang bị cái loại máy bay trực thăng chuyên dụng để cấp cứu theo chuẩn quốc tế thì đáp ứng được cái yêu cầu lâu dài quá trình thực hiện như này và trong tình hình chung phát triển của nước. Bên cạnh đó, đặc thù hoạt động hàng không có sự phối hợp với các ban ngành, do vậy với các bệnh viện đã có bãi đáp.
Theo đại diện sư đoàn 370, cần phối hợp với các ban ngành để có quy trình chặt chẽ để hoạt động cấp cứu bằng trực thăng có thể triển khai. Đối với hoạt động sân bay Tân Nhất là một cái cảng quốc tế, máy bay ra vào rất nhiều, nên để hoạt động được thì cũng như viện 175 thôi. Đấy, là khi mà xây dựng đề án này phải được có cấp thẩm quyền phê duyệt, và khi mà bay nghiệm thu đó thì phải được Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu Bộ Phòng để cho phép, thế và xây dựng quy chế hoạt động và có sự thông báo hiệp đồng rất chặt chẽ. Vâng, đề án cấp cứu bằng trực thăng thì sẽ còn nhiều thời gian để hoàn thiện và triển khai chính thức. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì tin vui là không chỉ bệnh viện quân y 175 mà nhiều bệnh viện mới cũng đã trang bị bãi đáp sẵn sàng cấp cứu bằng máy bay trực thăng. Đây là bãi đáp trực thăng của Bệnh viện Nhi đồng thành phố. Ngay từ khi bắt đầu xây bệnh viện thì một cái bãi đáp với những quy chuẩn kỹ thuật dành cho đổ trực thăng thì đã được thiết kế ngay tại đây. Và có thể thấy một đặc điểm là cái bãi đáp này được đặt gần vị trí của khoa cấp cứu để có thể kịp thời di chuyển bệnh nhân vào khoa cấp cứu. Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, cũng là chuyên gia trong lĩnh vực hồi sức cấp cứu, một số bệnh nhi ở tỉnh nếu chuyển bệnh bằng đường bộ sẽ mất từ 5 đến 6 tiếng. Trong khi nếu vận chuyển bằng trực thăng thì sẽ rút ngắn thời gian. Với cái quãng đường đi bằng đường bộ có thể mất 3-4 tiếng, thì đi trực thăng có thể mất 1 tiếng. Như vậy chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian và các y bác sĩ có thời gian để mà thao tác, để mà thực hiện những động tác cấp cứu. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngoài Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Nhi đồng thành phố, một số bệnh viện đã có bãi đáp trực thăng như Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2, khu chẩn đoán kỹ thuật cao Bệnh viện Nhân dân 115. Giáo sư Nguyễn Thiện Tống, chuyên gia kỹ thuật về hàng không thì cho rằng cấp cứu bằng trực thăng là xu hướng trên thế giới, Việt Nam cần sớm thực hiện phương thức này. Cần nhanh chóng để làm việc này. Trực thăng thì nó tốn kém, nhưng mà rõ ràng là khi mà đụng đến vấn đề sức khỏe đến mạng sống thì nhiều khi là những gia đình người ta vẫn có thẳng sàng là đáp ứng cái chi phí để giải quyết được cái an toàn cái mạng sống cho người thân. Trước lo lắng của các bệnh viện chỉ thiên về chuyên môn cấp cứu mà không có chuyên môn về hàng không, giáo sư Nguyễn Thiện Tống cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị cung cấp trực thăng và bệnh viện. Mở ra một hoạt động là công ty Pham Trực Thăng phục vụ cứu thương, phục vụ y tế. Thế như vậy cái nhiệm vụ của bên máy bay trực thăng là bên công ty đó, bên y tế là bên chỗ bệnh viện với ngành y tế đó, và cho một cái sự là chấp thuận của bên bộ quốc phòng, phòng không không quân là xong thôi. Cùng với việc phát triển kinh tế, nhiều chuyên gia người nước ngoài đến Việt Nam. Do vậy, các chuyên gia cho rằng triển khai cấp cứu bằng trực thăng, nếu không tiếp cận và cung cấp dịch vụ bay cấp cứu, thị trường Việt Nam sẽ để trống hoàn toàn trận địa này. Hơn hết, một số trường hợp tranh thủ thời gian vàng để cấp cứu bệnh nhân sẽ bị bỏ lỡ.